40 km nữa là đến Hà Đa Trạc. Đường khá đẹp. Cua đường đèo mê ly. Quá trình xe bị hỏng ở xã Xín Thầu, thế phải để lại xe để mai người ta sửa. Anh em được mượn được con Way. Mượn con Way tiếp tục hành trình. Mai cố gắng báo cho anh tin mừng sớm được, càng sớm càng tốt. Vào đây chủ lấy xe, hồi phục em con ngựa chiến này. Đó là đằng đây gửi anh một trông một đêm nhá. Đổi lên đề. Sau khi xe hỏng, đã mượn được con Way người ta 27F1-00829 để tiếp tục chuyến hành trình. Đã đến được nhà nghỉ Hiệp Tụ ở A Ba Trải, ở cửa khẩu A Ba Trải luôn này, mình nghe. Ông bà chủ rất là nhiệt tình. Trong có sưởi lửa luôn, có sưởi lửa ấy, có ấm. Cũng đuôi. Lên đồn biên phòng xin được phép thì họ trả. Đồn biên phòng A Ba Trải. Lên đồn biên phòng được đồng chí dẫn đi cùng tây A Ba Trải. Một đồng chí dẫn đi. Em lên nơi nào? Đã đến được cái đoạn gọi là lối mở vào A Ba Trải thì mình rẽ trái để vào ngã ba biên giới. Đây là đường lối lên A Ba Trải, sẽ mất khoảng tầm 10 cây số cái cung đường này để từ cái đường này để lên cột mốc biên giới. Đường này bây giờ là xe máy đã đi được vào rồi, chứ ngày xưa là phải đi xuyên rừng. Cái đường này nó mới khánh thành được năm ngoái. Đường khá sương mù, đường bê tông đã vào được gần đến A Ba Trải rồi. Là đường này đã giải bê tông. Không biết lên đến chỗ A Ba Trải có bị mù không? Khả năng là lên A Ba Trải dễ bị mù lắm. Lên mù thì có nhìn được cái gì không nhờ? Đi gần lên đến đỉnh thì sương mù nó đang tan dần. Hy vọng là sẽ săn được gọi là biển mây. Lên đến đỉnh thì lại nắng. Còn cách khoảng tầm 5 cây nữa là đến cột mốc số 0. Đường vẫn đang là bê tông. Gần lên đến đỉnh, nhìn thấy, chúng ta đã nhìn thấy cái biển gọi là cực Tây Việt Nam ở trước mặt đây rồi. Và bắt đầu từ đây sẽ là đường khá xấu. Vâng ạ.
trên này. Vâng ạ. Bắt đầu đoạn đường này, đi đường khó này, cây đào rồi. Cây đào của đồng chí Trần Nam Trung, Múc Cúc Tây. Lên trên chưa? Lên trên đi. Chụp ảnh. Ảnh này đúng có gì? Tranh thủ chụp ảnh. Lên trên nó đẹp hơn, đứng đây làm cái gì? Nó có mỗi cái biển Cực Tây Việt Nam này. Lên trên đi. À, bắt đầu vào cái hành trình tiếp theo, đường nhỏ của Ava Chai, đường khá nhỏ, thôi nhẹ nhàng thôi, đường lên khá dốc, cho nên là hầu như xe cũng phải cày số 1 và số 2 suốt, mình đi số 1 và số 2 đây. Người ta bảo đi xe này đi khó, đường khó đi, mình xem có khó đi thật không nhá. Bây giờ đường lên Ava Chai người ta đã giải đường bê tông này lên đến tận chân cột cờ luôn. Đã có khách người ta lên trước, đoàn người ta lên trước ấy, người ta phải thuê kiểu là các cán bộ chở đi, còn đâu mình thì mình tự đi xe thôi, ở cua gấp này mình cứ tự xe mà đi thôi đấy. Đường lên Cực Tây Ava Chai, ngã ba biên giới, một con gà gáy ba nước đều nghe thấy, Trung Quốc, Lào, Việt Nam. Người ta bảo là lúc ấy ở dưới người ta bảo là xe to không lên ở đây đâu. Đấy, thế mình phải đi thử xem có lên được không. Gần đến nơi rồi. Nói chung là đường người ta bảo là xấu nhưng mình thấy cũng khá đẹp. Hơi hẹp thì thôi, hơi cua hơi gấp thì thôi. Ai mà đi kém ấy, hay lái non thì không đi được. Những hình ảnh về cung đường mà các đồng chí biên phòng bảo là khó nhất khi mà lên Ava Chai. Lúc mình lên thì có bảo là cái xe này của mình là không đi được đâu, phải thuê xe máy đi. Và mình đã hỏi giá là bao nhiêu thì thấy nói là 300.000. Trời đất, mình không tin được, thế là mình đành lấy xe của mình đi thôi. Và đấy, mọi người thấy mình vẫn đi rất ngon lành. Khi mà mình lên đồn biên phòng để đăng ký buổi sáng nay thì giá là một đoàn không cần biết là một người hay là 10 người thì sẽ có một đồng chí biên phòng dẫn đường. Nhưng mà các bạn thấy đấy, đồng chí phóng đâu mất rồi, có dẫn chắc là đi trước rồi, còn mình phải tự đi. Đấy thì 400.000 một đồng chí như thế, như vậy dẫn. Và ai mà tay lái non không đi được thì phải thuê một đồng chí biên phòng đèo như lúc nãy ấy, thì nó sẽ là giá là 500.000 một người một xe. Đây là một cái review khá chi tiết để bạn có thể xem được là cách đi Ava Chai bằng xe máy thì có khó không, và dành cho những ai mà đang muốn chuẩn bị đi xe máy đến Ava Chai. Có gì đâu, lên thôi ạ. Phá đảo Ava Chai luôn chứ không phải là đùa đâu. CB300 là phá đảo Ava Chai. Đến nơi, đã đến Cực Tây Ava Chai, và chúng ta đã đến Cực Tây Ava Chai. Đây là Cực Tây Ava Chai, sẽ đi nốt bộ lên. Đi ổn anh ạ, đi ngon lắm.
đã lên được đến cực Tây. Bắt đầu lên cầu thang để lên đến mốc cực Tây. Sẽ đi một phát lên đến đỉnh luôn, không nghỉ. Mình sẽ đi một phát từ đỉnh, từ chân ấy, lên đến đỉnh của A Ba Trải luôn. Mình không nghỉ một nhịp nào. Yo. Ui, cung này nó cũng kinh đấy nha, nó cũng dốc liên tục này. Thử nghiệm nhá, lên đến trên không nghỉ thì lên sẽ cởi áo mưa sau. Nóng. Đủ nóng mới cởi ấy. Yo, đừng nghỉ. Nhìn chú đội kìa. Mà đi. Lâu lắm rồi không leo đấy. Cao phết này. Cần lên được không anh? Cố lên! Một hơi lên luôn! Trước mặt rồi.
Mấy bước thôi. Yo, hoàn thành xong mục tiêu, leo một phát một hơi lên đỉnh. Vâng, thử một phát này ạ. Yeah! Anh như một mình ạ. Mẹ lên đến A Ba Trải rồi. Qua cái đoạn đường đi bộ lên là lên đến cột mốc A Ba Trải. Cột mốc ngã ba biên giới, một thằng hét là ba thằng nghe thấy. Đây là Việt Nam à. Đây là bên của Việt Nam à. Đây là bên của Trung Quốc à. Đấy. Nhìn rõ luôn à. Bên của Trung Quốc à. Bên của Việt Nam à. Đấy. Bên này là bên của Lào. Riêng riêng ông Lào là ông ấy không xây. Ông không xây đường lên. Đây ông Lào đây. Đây là bên này của ông Lào. Đây. Trung Quốc xây biên giới với cả Lào nhỉ. Lào Trung Quốc xây biên giới kinh ấy. Bên mình cũng có đấy. Bên... À. Cảnh rất đẹp. À, thiên nhiên của bên nước Lào. Hàng rào biên giới của Lào và Trung Quốc. Đây là đường đường của Trung Quốc hay đây đường bên Trung Quốc à. Nhá, tất cả gói đồ của nó người Trung Quốc à. Mình không được phép mình đi xuống đây đâu. Xuống đây là bên của Trung Quốc à. Đây không được xuống. Không, bên Trung Quốc á. Mình không được vào. Đây là bên Việt Nam này. À, hai người Trung Quốc lên đến mốc A Ba Trải. Mốc cực Tây. Mấy anh em tranh thủ chụp ảnh đi. Vâng. Mốc tiền cực Tây. Mốc giao điểm ba nước này. Đây là hình ảnh trực tiếp bao quát nhất về cái mốc gọi là cực Tây A Ba Trải. Một con gà gáy ba nước đều nghe thấy. Thật là may mắn khi mà bọn mình lên đến đây thì thời tiết nó đã nắng lên rất đẹp và mây nó là dưới mặt đất. Khi mà lên đây thì mình sẽ có một cái góc nhìn bao quát để nhìn thiên nhiên của hai nước bạn Lào và Trung Quốc và cảm thấy nó thật là tuyệt vời, không còn gì để mà chê cả. Chỉ khi lên đến đây mình mới cảm nhận được không khí, gió, mây, nắng, tất cả nó đều hòa quyện vào cùng với cái thiên nhiên tuyệt vời ở đây. Làm tâm hồn của mình như kiểu tĩnh lại ấy. Thời gian ở đây nó như kiểu ngừng trôi luôn ý. Không còn gì để mà nói luôn. Quá là tuyệt vời.